sao rồi? Hỏi không đi. Chị hỏi ông. Chị hỏi ông hỏi về nhà cửa nhà sao rồi? Dạ, nhà cửa sao? Vậy là hôm nay chị chưa về nhà ha? Có về hai lần rồi. Có gì không? Có, về lấy đồ qua đó. Đồ ha? Quần áo rồi đó, ở đó tắm rửa thay đồ đang nuôi đó đó. Rồi ở nhà giờ lạnh lắm không? Ừ, lạnh lắm, về nước vô lần rồi. Vậy chị bước vô lần lần rồi. Chị về chưa có ngủ bữa nào không? Hay là về không rồi đi liền chứ không có ngủ? Về đi liền không có ngủ. Có thằng ở bên đây sẽ được. Có tôi chạy tới luôn luôn rồi. Còn gì nữa sao rồi ở được? Cũng cá ở. Cũng cá ở chứ sao giờ? Cũng cá ở mới sao vậy? Ừ, vậy trên nhà có tôi, không giờ? Có tôi chạy về đó luôn. Có tôi chạy về đó luôn, tôi ở. Ừ, Dung nói gì nè, nó hết rồi, về mẹ con ở, rồi mấy người đi làm, rồi chiều về sáng sớm nhà, cái bỏ mà từ bằng đêm lạnh, nó không có dám ở rồi nha. Vậy đó, sao vậy? Có tôi thì sợ có gì? Có mẹ con không, nó không dám ở đó. Có tôi thì sợ gì? Tôi sợ gì? Ừ, nó ba đi làm ngày chiều diễn sớm sớm à. Mới mua chùa ăn con ngang nè. Đốt ăn, đốt hai cây ăn. Ừ. Nào khỏi đốt ăn. Ngang hoài. Có tôi không sợ gì? Nhà có hờ Phật không? Hả? Có hờ Phật không? Có. Giờ là bước vô nhà làm giờ nha. Anh làm. Anh ấy chùa ăn trọng mua bán về cúng. Có tôi sợ gì? Kêu mua bánh về cúng nữa kìa. Mua bánh hay trái cây về cúng? Có. Đấy. Có tôi có kêu mà. Có qua gì ăn con cha. Chị hai chồng có chuyện. Chị hai chồng có chuyện. Hai chồng hỏi thăm nhau đi. Bữa đó thằng nhỏ này nó thấy hả? Ừ, nhỏ là thấy á. Nhỏ này thấy mình sợ không? Mai em mang ra còn là còn nhà hiên ra mang hoa Nguyễn anh hoa Nguyễn vô coi nhà cúng đó hả? Em biết đi mua nhà cúng đó hả? Dạ vậy không mua nhà cúng hả? Cúng cho anh ha. Cúng cho anh về tới phương cực lạc thấy vậy đó thôi em ba cái gì đó mà gì thằng đó phát bà lắm. Thấy vậy thôi bà. Ừ, phát bà nó đi đâu đi hen ba không gì bán á, chở đi gì bán hoài. Ừ, phát bà nó đó chở. Phát bà nó không đó, anh không đó. Hả? Ừ. Rồi chúng ta ăn cơm, ở bên vợ cũng nhút nhát rồi ăn cơm không có dám gấp đồ ăn á. Lúc đầu nó cho ăn, gấp cho anh ba ăn á. Anh ba ăn đi, anh ba ăn đi, nói tôi đi. Thường anh ba nó. Thường bữa đó sao kỳ cũng à? Sao kỳ? Kỳ còn lại còn kỳ. Vì nó dùng cái điện thoại từ mấy kỳ quen đó. Ai còn nghe? Thì sợ mua cái điện thoại gì? Sợ chúng có bộ gì? Sợ điện. Điện bộ hay chứ gì? Nào. Tới rồi chú nói cho ai mà ăn kêu bỏ, sợ bỏ. Thấy chúng mua cái điện thoại nó quạo vậy, chuyện gì? Sợ chung điện nói chuyện với bộ nó gì ngu quá trời ngu sợ con ăn sợ đang con trước ở sợ con chết sợ ở tù gì đang nó chết luôn gì nó không biết suy nghĩ rồi. Chị ba ăn cơm cho má. Ăn rồi, mới đúng. Mới mua điện thoại hả? Mới mua điện thoại tao mất đó, nó ham. Bữa nào ấy chị, cái chuyện tới gì? Nha, ham. Bao nhiêu? Cái điện thoại nó 3 triệu 4. Mình đã gớt. Được cái đầu, cái gì? Ừ, ghen đó. Thấy gì em? Làm tới luôn, nhận quà, tới luôn. Cái ở nhà nó có nhắn điện thoại hay gọi lại điện thoại cho hay không? Ai không biết ai đâu. Gái chị có không? Có nói chuyện gì với ai không? Không. Nó có biết ai đâu. Không có biết ai đâu mà nói chuyện. Không biết ai chứ không. Mà tại sao mà ghen là sao ta? Không biết sao nó ghen là nó không chịu cũng không biết. Nó không biết tôi rồi, tại sao cũng không biết làm sao. Đó giờ. Cái lúc về nó có ghen không? Lúc từ hồi cưới về nó ghen một lần rồi hả? Từ hồi cưới về nó ghen một lần rồi hả?
Ừ. Hôm dưới gặp thằng đó vậy. Gắn vô đi cho hai chồng nói chuyện hả? Nó vô gặp đó mà ổ game tới gì. Nó nhà con vô gặp mà ổ game tới gì. Không. Mà mua điện thoại ha. Không vô kiếm nhà. Lúc mà mua điện thoại tới giờ là chịu luôn á. Xuống vô gặp đó kìa. Ờ vậy thì dắt xuống dưới đó. Thấy nó. Thấy nó mà ổ game tới. Nó ổ game tới nó tới. Đó đâu, gần đó không? Đó là đầu tiên cái thằng ở với cái bằng á, cái bằng dưới á, tính cứ không dùng mà bởi vì nó chưa có đủ tuổi, bởi vì cha nó khai tầm 7 chặt rất là cho tôi đẻ nó 2004 mà nó 18 tuổi rồi đủ đủ thằng yên rồi mà thầy thằng cha nó khai là 2006 là có nói là chặt rồi không có đúng. Rồi thằng ra thằng ra rồi không có cái đàn kia nó sợ tù không dám tới. Rồi sau này cái đủ tuổi rồi cái anh ba nó chỉ là mai cho thằng này nè rồi nó chịu đó. Hứa hẹn xong cho rồi, mình sẵn không cho cả. Mà xuống dưới kiếm tôi gặp chưa? Đi xuống dưới kiếm tôi với tù đâu có đi xuống dưới đâu mà kiếm. Ai đi kiếm? Con gái tôi đi kiếm tôi. Sao ấy là đi kiếm cái hàng nào kia kìa? Không có. Hàng ngày tôi kiếm gặp nè. Hai giờ hai chồng đi xuống dưới cái chỗ kia, cái chỗ mà kỳ trước mà không có tới nó được á. Rồi đi xuống dưới đó, rồi nó thấy gì đó, rồi đi xuống gì? Ừ, xuống dưới kiếm tôi đâu có đi xuống đầu kiếm. Thì không có đẹp, thì không có gì, dắt chồng cũng xuống dưới đó, đang chơi game chơi. Có kêu vô nhà chơi không? À, có, vô tới trong nhà luôn. Thằng đó kêu, vô kêu ha? Không kêu. Là con gái chị dắt. Thằng chồng đó, thằng chồng đó, thằng cưới, thằng chết này nè. Rồi xuống dưới. Thấy. Ừ, xuống dưới rồi. Cưới mà chưa đủ tuổi ha. Rồi, giờ đi đón cho em. Rồi, rồi cho xuống dưới, thấy rồi vợ, nên vợ em. Đi đâu cũng đi đâu có ghen nữa theo. Không con Dung đi đâu cho nó ghen, làm tới cái tới luôn. Nó ăn Dung không? Tự nó làm cái luôn. Ăn Dung nghèo. Nó ăn hầm Dung ha. Nó ăn Dung của bèn đó. Quen thằng khác ha. Chết ủa má liều đâm cái thằng nó chết luôn. Liều anh nó tụ luôn. Đã ngang chết luôn. Nó vậy luôn á. Đã ngang chết luôn. Ừ. Nó không có đâm Dung mà nó đâm thằng kia. Nó vậy á. Không có đâm Dung mà đâm thằng kia ha. Ừ. Bạn Dung có quen ai không? Không. Không có quen ai? Không quen ai đâu. Thì cũng biết. Dạ, đầu dây mới nhờ là từ con gái chị nhờ dạ. Chồng đi xuống cái chỗ cái nhà cái hàng mà hồi dạ. Cưới trước đó. Dạ. Rồi xong từ đó bữa đó về đây có quen cũng có ghen luôn. Dạ, mình ghen luôn á. Dẫn xuống ta đâu? Ừ. Thì đi xuống cái bữa nó hôm đêm là đi kiếm tôi mà tôi đâu có xuống dưới đâu. Ừ, dạ. Nó tưởng đâu tôi xuống dưới rồi xuống kiếm. Tưởng là chị xuống nhà đó. Ừ. Ừ. Xuống đó rồi tôi đâu có xuống dưới làm gì? Mấy ngày? Tuần chưa? Hai ba ngày à. Hai ba ngày xong về thì cái chuyện này luôn ha. Ừ. Vậy ghen luôn, tới bây giờ làm luôn, tới bây giờ lũi nó chết luôn á. Vậy đó. À, tại hàng ngày sao á. Sao nó không ở Dung hay gì nó chết. Chứ người ta suy nghĩ lại nhiều thằng ta biết suy nghĩ vợ cứ mà đi chết vậy bỏ vợ lại. Bình thường vậy hai đứa thương nhau không? Thương. Thương không? Thương. Thương hai đứa thương chứ. Rồi hai đứa đăng ký kết hôn gì chưa? Chưa chứ rồi. Chưa có làm giấy kết hôn, nói chừng nào để chừng nào có con rồi mới làm giấy kết hôn luôn. Ờ. Rồi giờ chưa có con mới cưới con tháng rồi giờ năm nó chết. Một tháng nó có hay có đánh nhau không? Dạ. Dạ có hay vua hay có hay gây lộn không? Không. Thất thất. Nói gì? Thất cái chưa? Mấy mua nha, cho nè. Mấy mua rồi. Giờ từ cuối tới giờ là chưa có gây lộn lần nào luôn. Hay nó chưa gây lộn. Nha. Thất thất. Vừa đập nhẹ đi thôi. Vừa đập cái mẹ vừa nhẹ đập nhẹ nha. Ở đây là người nó nói là sao? Nha. Chồng nó nghe nó nói là sao? Gì nó lời rồi. Này anh mà đi làm thôi ha, mà về mà không có em nhờ mà thấy ha. Em mà ở với thằng nào một cái ha, quen với thằng nào một cái là anh đâm cái thằng đó đó. Lụi thằng đó luôn, liệu ở tù luôn. Nói gì đó. Nói chuyện gì đó. Ừ. Vậy là nó ghen rồi. Ừ, nó gì đó. Bởi vì nó lớn tuổi rồi, thằng gái tôi. 32 tuổi rồi, thằng gái tôi đó. Rồi thằng gái, 32 tuổi đó. Nó xấu hơn gái, nó xấu hơn gái tôi còn... mới 18 tuổi à, nó còn non trong à, còn đẹp. Gái chị có kể gì cho chị nghe không? Hả? Gái chị có kể gì cho chị nghe không? Có gì á, rồi nói gì vậy nó, chưa kìa.
Bỏ hết em trả cho anh chưa cho về chủ nhà mình hết đi đâu mà còn nữa này ở gì đó đi nó đâu có bệnh hoạn gì khác sáng tóc là thấy tóc không sáng bác sĩ nói sao không có khám nó đâu bệnh hoạn gì đâu hết tóc nó bạc trắng thì xấu máu sống máu rồi. Không có mà nó sợ á, có đi khám bệnh tâm thần nó không? Không. Không. Để đâu đi khám phải không? Gia đình có bảo hiểm gì hết chưa? Có hết trơn rồi. Có hết trơn rồi. Thuộc dạng mình hộ nghèo ha. Rồi chuyện qua cái giấy ra tôi đưa cho mọi người đâu rồi? Lấy vậy? Cái giấy thì chuyện qua tôi đóng tiền cho người ta đó, rồi hai miếng giấy đưa cho cô kia miếng, tôi giữ miếng rồi đưa cho mọi người đó. Chuyện qua tôi đưa cho mọi người miếng rồi lấy gì nói vậy? Đưa cho bên tài hiện cái... giữ vô giấy rồi. Cái giấy rồi đưa hả? Và vô kêu kêu bệnh viện đưa cái giấy đóng tiền về xã. Xã coi nó làm hộ khẩu. Nó có sổ hộ nghèo rồi, còn đòi hỏi gì hộ khẩu nữa. Kêu tuần này có chú vô chú nói kêu biết cái quan lai đóng tiền gì để gì công an xã coi tính cho. Nó đàn hồn khẩu cho nó chưa? À, chịu ba, chị còn có ưa biển không? Hả? Chịu ba còn ưa biển không? Hết rồi, chị khỏe rồi, khỏe nhiều. Chị kêu mây, cứ rút ra. Chưa. Vậy? Chưa rút ống. Rút bệnh rồi sao được? Mỗi ngày tốt, mỗi ngày 5 triệu quá. Thương hả? Thương dễ không? Nghèo cả gì không chết, muốn tiền hỏi không? Hả? Anh ba nó còn sống thì thương mà giờ chết rồi giờ mất rồi đúng giờ không thương được. Tại là tiền hỏi con á. Tiền tại là hỏi con á. Hả? Hỏi hỏi chồng chị con á. Bà con chúng tôi á. Hả? Hỏi bà con á. Em giờ đây em này là 10 tuổi hả? Ừ, nhớ kêu 10 tuổi nó nhỏ lắm. Hỏi em cần 5 triệu á. Hỏi với chị nó nhỏ. Đóng bên trong này hết 5 triệu rồi. Hỏi nhiều. Hỏi 5 triệu ạ. Mấy chú hai cái giờ cái con bỏ đây lần thôi nha. Ừ. Bảo xã gì báo xã kêu quay chú vô. Chú nói bệnh viện kêu đưa biên cái giấy đóng tiền. Má trong nhà cũng có mấy đơn giản nha. Cho tôi coi, tôi đã biết không. Nói chú có cái sổ hộ nghèo còn hỏi gì hộ khẩu nữa. Nhỏ này giờ còn thương chồng đó. Nó hết bệnh rồi về qua bà chồng má nó kêu đưa cái hình cho bố chồng nó giữ đây thôi mở rồi cho nó thờ đó người ta không đưa ừ. Đưa hình nữa hả ừ mở rồi ta không đưa có hiện rồi đó không có hiện nào con rể không con này sao nó đi về nó đi qua bên bà chồng nó lấy hình về hả ừ mà bỏ có cháu mở rồi bỏ vẫn không có cháu người ta không đưa không có đưa mở rồi có chưa nó không, không có đưa. Nó không đưa. Nó là con vợ thờ không phải. Cái bà Dung hả? Tên Nguyễn Kim Dung. Bà nó con mở để bà thờ. Bệnh nó qua về chồng nó xin nó thành về thờ chồng đó ha. Nó được mà bà không được. Chọc lại. Nó cũng là thương lắm ha. Đúng rồi thương lắm thương á. Bà nó bà không đưa. Bà nói bà rồi. Bà nói gì thôi chứ không đưa. Nhưng mà mà mới cho lại nha. Cứ qua lại nha má. 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 Nói con nó con dâu của chị thờ con trai chị cũng phải đó. Chứ nghĩ sao chị thờ. Má con đúng rồi đúng. Nó anh vợ nó thờ mới đúng. Thờ chồng nó mới đúng. Má không chịu. Má không chịu. Con tôi để tôi thờ à. Tôi không để cho anh xuôi thờ đâu. Ai để gì con chị nó vậy. Má cái gì mà chị. Má tới ngày đó ăn với chị xuôi qua à. Mà nãy cái tấm hình, ủa mà nãy cái gì, cái điện thoại của cái chị nãy đó, là có quay nó vô luôn á, tôi thấy chưa, xui ra nó qua nó gì, ở năm xui, năm xui, năm xui mà nói tầm bảy, mà nói tầm bảy ba không ba dâu bỏ hết trơn luôn, bỏ ba không cho hết trơn, năm xui mà nói chạm nó bảy ba không mấy dâu bỏ hết trơn, không ai ở. Bên hồi mới nó tới nó luôn đó. Buồn bữa nó ngủ vợ nó buồn má. Bà nói chuyện buồn chuyện này buồn chuyện kia. Bà nói chuyện cũng nghe tào lao. Bà nói chuyện giờ cũng nghe tào lao. Ừ. Nói tầm mấy bà không?
con mất còn sống đâu có thận cho bà đâu, làm như kỳ tuổi quá đâu có thận cho bà. Rồi thôi bây giờ thì chị đi vô với người bé đi để cho nó khỏe mạnh chậm. Ông ba đi vô chợ không anh? Cái gì không ai vô không con cái đi rồi đi ra gì ạ? Thôi hết chịu mới đi vô mà. Chịu gì ạ? Vô chưa? Vậy đi chịu ra. Chịu chợ đó, chịu đi xe. Đúng không? Ông bảy nhà cũng trống kìa. Hả? Mấy chú ơi, chịu bảy nhà con sao? Vậy cho nó chạy. Thôi ghé vô trả bài ra nha. Rồi tôi đi theo ông không gì không? Để nó lại đi. Để nó đi. Đây. Thằng này nè, ấy chị đó. Thôi xong rồi. Tôi qua liền. Thôi ơi. Kể chị về cũng được nữa. Nói chị về đi. Ờ. Quay chị nói chuyện được. Ờ. Mai chị chồng ở đây đây.